Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh dại trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai rà soát, tổ chức tiêm khẩn cấp vaccine phòng dại cho đàn chó mèo khỏe trên địa bàn. Cụ thể, Sở đề nghị các địa phương gồm phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, xã An Viễn, huyện Trảng Bom triển khai rà soát, tổ chức tiêm khẩn cấp vaccine phòng dại cho đàn chó mèo khỏe mạnh chưa được tiêm phòng trên địa bàn. Đề nghị xã An Phước, huyện Long Thành nhanh chóng khoanh vùng, xử lý triệt để, không để dịch bệnh dại lây lan rộng, thực hiện tiêu hủy bắt buộc động vật mắc bệnh, khuyến khích tiêu hủy chó mèo có dấu hiệu mắc bệnh dại, chó mèo chưa được tiêm phòng vaccine dại nhưng đã tiếp xúc với chó mèo mắc bệnh dại. Trường hợp không tiêu hủy phải nuôi cách ly để theo dõi trong vòng 14 ngày. Rà soát tiêm khẩn cấp vaccine phòng dại cho toàn bộ đàn chó mèo trên địa bàn xã An Phước, Long Đức, Tam An, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận 2 ca tử vong do bệnh dại tại huyện Trảng Bom, huyện Thống Nhất. Có 8 ổ dịch chó dại đã được ghi nhận tại huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Nhân Trạch, Long Thành, Thống Nhất.